Công an thành phố Quảng Ngãi đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường trong ngày 27 tháng 8 và điều tra vụ việc một người con dùng hung khí đuổi đánh cha mẹ rồi phóng hỏa đốt nhà. Trước đó khoảng 23 giờ ngày 26 tháng 8, đối tượng Huỳnh Ngọc Thông, 22 tuổi, xã Tỉnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, về nhà hỏi xin tiền nhưng cha mẹ không cho, nên Thông đã dùng hung khí đuổi đánh cha mẹ. Sau khi người thân trong gia đình trốn khỏi nhà, Huỳnh Ngọc Thông đã rút bình ga châm lửa đốt nhà và tự tử. Tuy nhiên Thông không chết mà lửa thiêu rụi phòng bếp và tầng 2 căn nhà nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi được biết huỳnh ngọc thông đã từng có hành vi tấn công người thân trong gia đình